giờ mình đi ra xuống đây khám phá coi cắm trại của ở Mỹ như thế nào nha. Đây là một cái lò, chỗ đang nguyên cả cái bếp đi theo luôn á. Ở trong đó làm gì vậy ta? Hello. Hai chị. Hai gái lớn. Gái lớn hả chị? 2. Đây là lều quá trời luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái lều luôn. Đốt lửa để nóng, cho nó ấm. Hello. Sao? Vui không con? Ôi, hai đứa này dễ thương con nè. Hello con. Hello. Cái bộ lạc bộ này á. Có trứng không anh? Ra là cái trứng đó nè. Con cây này nó không còn, nhưng mà con phiên gà này nó còn. Ôi ôi, nguyên một đùi bồn trứng luôn. Ôi ngon. Đã không? Đã kết. Con nào cũng có hết trơn hả? Dạ, mấy bị con nào cũng có. Đừng cho nó ăn. Đánh mơi nó ăn rồi đủ bán cho ông. Ngon luôn. Mùa này sao có trứng ta ha, cá đôi lá. Thân. Thân. Chị mẹ mùa này con nào cũng dễ hết rồi, mẹ cá đôi lá đó. Bị làm gì chiên hả đâu hết giờ mày nó hết nữa rồi mà. Ôi chừng rớt đó con. Nên, mùa này mà cà trứng thì cũng nắng anh à. Face the studio to see, okay? Yeah. It's moving. Wait, cho bằng gần con cá nó bự ra anh. Dạ, sao? Dạ. Yeah. Chị này biết kỹ thuật của không? Dạ. Yeah. Yeah. Giờ tới tiếp một nướng cá nha, coi như ôi trời ơi có cơm trắng ngon quá nè. Yeah. Có cơm cháy không chị? Cháy dưới. Dạ hả? Anh này ảnh đang làm cá để chuẩn bị nướng ăn nè. Rồi con cá này có trứng trong đây nữa, ngon quá. Cá thôi. Cá thôi. Rồi đi, tao đi. Quá trời luôn. Mấy nước biển lên, xong quậy chút bột cá vô. Bỏ muối làm cái món ăn gì đó. Rửa bằng nước biển luôn. Cái này có bột nêm trong đây luôn. Ba bấm muối rồi anh, có xíu muối không?
cái này nó có bột nêm của mì gói trong đây rồi. Dạ. Trời ơi, cái bình nỉ hương quá vậy, bình gì vậy? Để nấu cà phê. Trời ơi, hương quá hả? Con này tự pha chế gia vị để chiên trứng nè, trứng cá. Hay lấy mì gói, ủa này phải mì gói không? Mì gói, tại dưới đây không có bột cho nên này nghiền làm những cái bột để ảo này chiên cho nó giòn. Cũng như bột anh này chắc ở bên Nhật qua quá làm kỹ ơi là kỹ luôn á hả? Hồng Kông bên Hồng Kông. Ôi xong rồi hả? Xong rồi. Giờ bỏ vô chảo nó. Hi. What? I think he got the stove. Oh yeah. Oh okay. Đây chuẩn bị lò để nướng cá. May quá còn nhiêu đó than ha. Dạ. Yeah. Còn cá không? Còn. Dạ. Dạ còn nhiêu mà. Đây. Để xíu nha. Ồ. Không sao đâu, này luôn. Tại cái lò này, cái lò này không có sợ lửa, không có sợ gió. Cái lò này là không có sợ. Cái này nó gọi là infrared, infrared heat. Đi đi gió đi gì đó phải mua cái lò này. Ở đâu anh mua ở đâu? Bạn nó mua nó tặng đi biển á, nó mua nó tới giờ này luôn á. Ờ 5 7 năm rồi nó trong tàu á. Dạ. Yeah. Yeah, cái lò này good idea nè. Em nghĩ để làm gì đó không? Ồ cái lò nè. Dạ. Ồ cá, mấy cái cá chiên chiên giòn lên cuốn bánh tráng cũng ngon lắm anh nói thiệt. Chiên chiên thẳng á. Anh chỉ mua cái lò này hay lắm nè. Nó cái lò này nó không có lửa. Có, bàn cháy mà. Có nó infrared. Lửa mà nó không phải lửa ngọn, nó là infrared heat. Loại này là loại chống gió. Đúng rồi, thì chống bóng mà nó không chết luôn á. Dạ, yeah, nó chống gió đó. Không, tại chị nói chị thích vậy nên bố chị mua một cái xài cho nó chống gió không? Dạ, dạ. Nó gọi là infrared heat á. Thôi trả cái nón lá này đi ông. Nắng lên rồi. Đây là cái cộng đồng Việt Nam mình ở trên phía nè, ở Tampa nè, qua đây đi cắm trại nè. Anh Quang. Mấy ngày nay cắm trại thấy sao vui không? Ồ mà qua đây vui quá trời ngủ quá. Dạ. Sáng cái gì uống được cà phê qua biển đã luôn. Ừ. Còn đây là anh này chiên này cái gì anh? Trứng cá nè. Anh Khoa chài nãy không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn hai trứng cá đói nè. Cái gì anh? Trứng kiếm gì anh? Cá đối. Đang kiếm gì đó? Coi cái này giận cao chưa? Mắt giận. Trái lại gì? Nhỏ này. Nhỏ này trẻ lại đi kìa. Chị có thấy cái giống không? Trẻ lại. Wow, đã không? Chờ đẹp với em đó. Wow. Ừ, phải có trứng á, có cái trứng bỏ vô nó mới dính. Kệ đi, kệ đi. Bỏ vô hết luôn đi. Khoảng này bột. Mọi lửa nhỏ vậy? Mát rồi. Ngon rồi. Đi ra nó văng. Khoảng anh. Đổ ghế á. Nó vàng rồi ha. Em không
Chính rồi. Cho bụng nó chín hết à. Cái trứng, có cái trứng cái này nó mới dính vô. Tại cái da này nó trơn anh không? Có cái trứng mình ảo trước mình bỏ cái này vô nó dính nó bột. Trứng à. Sao khô ăn nó dở. Nó mặn mặn hay giòn. Mì gói nó có seasoning trong đó rồi. Dạ, ô dạ, trọng đấy hả? Em lấy mì gói em cán ra nè. Ô nhưng mà cái mì gói khô mà, đâu quá. Nó có seasoning trong đó. Ồ, dạ. Nó tại cái đó mì đó. Mì ly á, nó bỏ seasoning ở trên luôn. Okay. Nó không có cái package. Đâu, ok, đóng mì của mình. Rồi. Ra đi vậy? Tính hết rồi. Lại luôn rồi. Thôi, nè, trứng ăn rồi. Em gió bị bay, thao nó rủ không nha. Ừ, cá ngon quá. Ừ, cá ngon. Ngon, em ăn rồi. Ngon. Có à? Ừ, ngon quá. Ăn hoa chưa ướp hả? Hả? Ăn ướp hả? Trời ơi, kinh tế lương thực luôn à. Chị ăn không chị? Không, chị giận. Giận. Chị biết nha, chị sẽ bị giết lắm. Nhỏ quá à. Có ý kiến vậy. Em muốn hỏi em nè. Wow, ngon quá ha. Trời ơi, không quá. Thank you. Chị lấy miếng cơm ăn coi. Có bụng rồi. Mình có cơm cháy ở đây không ta? Ủa, cơm cháy không? Không, không có cơm cháy. Qua đây mình lấy thịt. Ồ. Dạ. Ăn thịt nào, thịt nướng không? Không, em thịt kho. Ngoài biển có đồ thịt kho nè, thấy không? Ôi, thịt kho măng ngon thiệt, ngon cá. Bỏ lại cua lời cho nó lạnh. Cá lên lòi, cá không phải che nắng cho nó nữa hả? Che nắng. Đó. Đã chưa? Ủa nó muối là cát vậy anh? Muối, muối. Tươi ăn ngon lắm ha, ngọt. Ngon lắm, ngọt, giòn á. Chị có tàu chị đi thường chắc biết rồi ha. Dạ, em ăn hoài rồi. Cái này mình nướng xong cái mình lột cái da lên. Dạ, cho nên em mới rảy muối ngoài á. Rảy muối ngoài lắm, mình lột da rồi, nó muối lên rất trong, ăn nó ngon lắm. Mặn mặn, vừa ăn. Còn bếp. Ôi, con sườn. Sườn này ha. Lại chỗ hàng hàng nướng cá đây, dân hàng nướng cá nè. Chín rồi. Chín rồi, chín hết rồi. Giờ qua ăn. Qua ăn. Ôi, lột da ra đã không?
béo. Mình thịt biết béo rồi. Mỡ nó chảy y xèo luôn. Mỡ sẵn luôn rồi. I will try. Con con chạy đua đâu dữ vậy? Nó có muối tôm kia kìa. Có muối sẵn trong này rồi. Còn nước mắm á, nước mắm trong á. Ui. Cá mới chạy lên còn nước muối nó mặn sẵn rồi. Chín chưa? Khô. Chín chưa nha. Khô luôn. Ồ, khô luôn rồi. Đã chưa? Ồ. Rồi vô. Cơm. Đó. Cắt miếng ớt bỏ vô nữa. Chăm nặng chăm vô. Trời ơi. Có muối tôm kìa, rắc lên không? Vừa ăn chưa anh? Vừa ăn không? Không, nướng rồi muối ớt mà. Ồ. Ngon hay không? Rồi. Nhiều quá đó anh. Em múc một đĩa. Cắt miếng ớt bự dữ lắm. Dạ. Dạ. Dạ bầm luôn không? Ui. Rồi, chan vô chưa? Chan vô chưa? Dạ, cháy luôn. Chết thì được. Ba cháy được chết. Ui, nóng. Bắt tay nóng á. Ừ. Vô. Tân. Ủa anh này à? Ừ. Dạ, sắp chưa nè. Ê anh, đây nè. Đứng đây nè. Cá nướng. Đứng đó đó. Cá nướng mới là nướng xong đi. Tươi ha, cá tươi ha. Nè nước mắm nè. Có cơm trong nồi á. Này hơi hơi nhức nách. Nhức háng. Nhức nách không ăn. Cá nướng là ngon quá trời luôn. Ba cháy một chén. Nhức nách ha. Quá đã luôn. Ngon quá trời luôn. Ngon lắm á. Bánh tráng. Quá ngon luôn. Chấm miếng này nữa. Nó hết đầu dưới đây và một nồi trong đây. Chưa đâu. Lâu lắm lò. Cái lửa này nó hơi yếu. Quá trời cái lò này. Có đường đạt. Cho lò nhỏ nữa. Giảm đi, giảm đi. Hát đi, hát đi. Ôi, gặm cái đầu. Nè, con má nè. Xưa là vua chúa mới ăn được cái đó. Vậy hả? Đó. Tròn ghê. Rớt quất đầu không? Gì? Đầu. Đầu à? Đó. Quay cho mọi người coi chiếc ferry nha. Chiếc này nó chở người đi ra các đảo á, nó dừng lại cái đảo để cho mọi người xuống ra tham quan cái đảo. Đây là cái đảo ở ngoài biển á. Đó. Đó, nó cho xuống khoảng chừng bao nhiêu phút á thì mình phải hoành lại xong rồi nó chở đảo khác nữa. Chỉ có cái đảo chỗ này là được cắm trại qua đêm thôi nha, mấy cái đảo khác không có được.
ngoài biển nó nước nhiều không chơi, chơi trong đây nó xíu vậy đó. Nam ngá cao cơ ôm sụm không? Hồng Anh cho ý kiến 3 ngày 3 đêm ở đây làm sao rồi? Dạ vui. Ở đây vui lắm. Nhưng mà giờ cần phải về. Gì? Em đi về hả? Cuộc vui nào cũng phải tàn đúng không? Cái đèn cái đó nè. Ờ đang đi. Ô quá, vui đấy. Ngon nữa. Vui đây, ngon đây nè. Dạ. Mở nắp luôn nè. Khỏi lên nè. Mới bắt livestream chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đó. Đâu. Oh. Hôm 21 nó ra đây. Ồ oh, vậy hả? Đó, anh quay mặt ở đây các anh. Ở đây là tài tử mới nha, từ biển ở dưới đảo Porto đồ. Mới lụm rồi đã quang. Em với đó là mèo á, Tom và Jerry á. Còn thằng không lên phải không? Nhau là sóc nhau đó. Biết gì vui vậy đó. Và ngầm. Ngầm cái mặt kia. Anh. Ô, biết sao không? Ê, chín chưa? Đúng rồi. Nước coi. Nấu miếng nước coi. Nước em nghĩ mặn không anh? Luôn nấu nước nó hỏi bạn làm kia cũng nhâm luôn. Nước mấy tiếng nó mới luộc mà vẫn mặn. Dạ mặn. Đó anh đó, cái lúc mình ship đi á. Đúng rồi, nó sợ bị hư. Xin hẹn mọi người video kế tiếp nha. Nhớ đón xem. Có nhiều cái mới hay lạ hấp dẫn mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người. Giờ đây chuẩn bị thu xếp dọn đi về tại vì ở ngoài đây 3 ngày 3 đêm rồi. Bye bye mọi người.